xin được hân hoan cập nhật và chào đón sự hiện diện của các tổ của các bạn khách quý đã các bạn trong môi trường trường các bạn sáng ngày hôm nay để cùng chứng kiến chúc vui và chúc phúc chào mừng cô dâu và bạn sĩ. Lời đầu tiên xin chào phép gia đình hoàn hảo nhất cũng như những người thực hiện chương trình gửi tới lời chào và chúc tới toàn thể quý vị. Hôm nay xin họp chúc cho anh tình trong một cách nghĩa giải trang trang. Hôm nay kính hải trao tình thì tuy rằng một bề nhưng riêng một nhà. Và nhân dịp đầu xuân mới, một năm cũ đã sắp qua và một năm mới sắp tới, xin được kính chúc toàn thể các cụ hay họ một tên lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng chúc quý vị có một sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Kính thưa các quý vị, hôn nhân là sự kiện quan trọng rất quan trọng đối với đời đồng người, trong kết quả đỉnh cao của tình yêu. Và hôm nay đây được sự trợ phúc tác duyên của hai dòng họ Dương và họ Nguyễn để đôi trai tài sắc đã được gặp nhau, đã bén duyên cùng nhau sau những năm tháng dài hò hẹn. Và hôm nay họ đã quyết định để trèo lái con thuyền kết thúc để đến đỉnh đường vinh quang. Sự hiện diện của các cụ hai họ bốn bên là niềm vinh hạnh cho gia đình để chúng tôi luôn cô dâu và con rể. Và ngay sau đây thì xin chân thành giới thiệu những người vị trưởng đoàn của họ nhà trai sẽ có lời phát biểu để chân thành kính mời. Qua một thời gian cháu Vân và cháu Tiết đã tìm hiểu, sau đó đều báo cáo trên các cụ các ông bà cho phép nhất trí để các cháu được làm lễ thành hôn. Hôm nay đoàn chúng tôi đi gồm có ông của các cháu và các cháu và bạn bè nam nữ của cháu hôm nay về để dự lễ hôn nhân với cháu. Trước hết hôm nay gia đình chúng tôi có sở một phần lễ nghi để báo cáo với gia tiên các cụ bà họ và gái. Phần thứ nhất là chúng tôi có cơ chầu nên ăn hỏi và cơ chầu xin châu. Thì tôi xin luôn về thời gian của chương trình. Và chúng tôi đi hôm nay về với chủ các thành phần và đồng thời xin ý kiến của các cụ, các ông, các bà, nhà gái là đến ngày hôm nay là từ 8 giờ đến 10 giờ chúng tôi sẽ dự tại với gia đình nhà gái đây. Và ngày mai cũng thời gian này chúng tôi lên đây xin phép các cụ, các bà, các châu đồng thời mời họ nhà gái sẽ về quê hương Hương Yên thứ nhất kinh kỳ Phú Yên. Tôi biết rằng gia đình nhà ta gốc là Thanh Hóa, là có rừng có núi Hương Yên chúng tôi chỉ có đồng bằng và sông Hồng. Thời gian ngày hôm nay thì chúng tôi làm một công việc thứ nhất như thế, và thời gian ngày mai và chúng tôi cũng xin các cụ có quả và có châu vào cái thời gian này. Phần lễ nghi thì trước hết đến bây giờ là tôi xin phép nguyên hoặc là đại tài con gái và xin phép để cho các cháu hai cháu và chân lên thắp hương báo nghiết tổ tiên. Thì vừa rồi thì vị trưởng đoàn của họ Hoàng Hà Trang đã có một lời phát biểu nghĩa tình, chúc sức khỏe trong cuộc tân duyên, và để đáp lại những tình cảm của phái đoàn Hoàng Hà Trang đã có lời với Hoàng Hà Gái trong buổi sáng sáng nay. Ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn của Hoàng Hà Gái sẽ có lời phát biểu đáp từ, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa hội trưởng, kính thưa các vị quốc phòng của Hoàng, kính thưa các anh em cô chú chú bác của hai hoàng cha và gái. Xong rồi giới thiệu và đề cập hoàng cha trai thay mặt cho hoàng gái
cho tôi phép tôi được có lời kính chúc cho ông các bà lời chúc thành cảm nhất và lời chúc hay nhất cuộc sống của đời chúng ta. Tiếp theo chương trình, tôi xin phép được giới thiệu thành phần của gia đình của bạn gái chúng tôi hôm nay ở đây dự cái buổi ăn chào rồi ạ. Xin chào cháu. Xin chào các bà. Chúng tôi có tôi trong này. Chào lại cặp đại kia đi. Chào lại. Biết lúc này có biết hoàn chỉnh. Bây giờ bạn trả lại đi. Mà đi ra ra kia được. Cuối cùng kính chúc hoàn thành công trường, lời chúc cuối cùng mạnh khỏe bão thành đạt trong cuộc sống. Để có nhiều kinh nghiệm tốt đó là sự tác phẩm tác phẩm của hai sản hóa và đặc biệt là sự tương trợ cho các nhân vật thì bạn của các cụ và họ đều giúp cho đến quân đội quân sự được những thứ tốt cũng như là những thứ xanh nhà. Và ngay sau đây thì xin được giới thiệu những người hai bạn tham gia sẽ lên làm các thủ tục cùng trang lễ và nhận lễ sang hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi ơi hò khoan hơi hò khoan tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên nước mưa. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên hành bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chất man dày đâu che khăn nịt đôi môi hồng mến cười tươi ta. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan hơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời. Bên nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi.
bắt tay nhau gặp một cái ạ. Để kết tình chúng ta từ nay, ngày nay chúng ta bắt tay nhau ạ. Chúng ta chúc cho tình chúng ta. Xin được cảm ơn các hai gia đình, mời hai gia đình sẽ xin mời hai gia đình sẽ ăn quả và bàn trà của gia đình. Xin mời các cụ tiếp chúng ta tiếp tục uống nước trên trầu và kính thưa tập thể quý vị. Theo phong tục của người Việt Nam thì những cái thủ tục trao lễ và nhận lễ cũng đã hoàn tất tại tư gia của gia đình họ nhà Ái. Và ngay sau đây thì xin mời họ nhà Ái sẽ cử đại diện lên để sắp lễ lên để cho cô dâu cô rể cùng lên đánh nước trong tim của mình. Nhạc giáng sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình, cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người. Báo cáo cái lời hôn trầu của chúng tôi rồi đấy, anh Camping báo cáo cái ca kia rồi. Cái để cho là cái đội tiếp tân đấy. Sau cái cuộc này thì tập sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình, cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao vời trời. Ông bà thân sinh cho con chúng tôi cũng đang chúc cho các bạn quý vị tên tôi là Thầy Sa Tiên của nhà nước Tâm Tiên Tử Biệt. Và giờ đến đây thì tôi hình thiện chỉ cô dâu cho các bạn tại đây. Xin mời quý vị cũng bỏ pháp tăng lăng cùng dành cho các bạn để cùng chúc mừng thật tốt trong ngày này. Quý vị thấy cô dâu cô rể hãy đẹp tôi không ạ? Có! Một chàng tay to nữa đúng không ạ? Khi mới yêu nhau thì chú rể có một mong ước rằng ước gì anh ấy Việt Nam để anh không phải đắp sàn để xây, xây dòng rồi lại xây ra, xây ngôi nhà phúc để đóng hàng để gì. Mơ ước của chú rể chúng ta thành hiện thực. Hôm nay con gì đến nhà trước mẹ biết sau bản con hay, họ hàng thật những chầu cay, còn đâu ta tiến những chầu về với nhau. Thật đúng là đứng đưa mắt đến toàn so nước gì ta được làm con một nhà. Trong ngày vui trọng đại hôm nay, đôi cô dâu và cô rể đã chính thức được làm con một nhà. Mừng cho hạnh phúc đôi bạn trẻ, mừng cho hai gia đình đã đẹp nghĩa thương gia. Và sau đây thì xin mời cô dâu chúng ta cùng với các bạn tiệc để mời nước mời chồng ra mắt toàn thể quý vị hay họ. Xin mời. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình, cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng.
nhạc sập sình, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúng chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Thank you.
Nhưng hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Như những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng mình xe dây gốc kê chúng đưa. Nhưng hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Giờ này chung đến nay ta không đón tương lai, và từ đây ta cùng vui say trên bước đường dài. Cô vẫn đưa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù ta có dù mùa gió ta cũng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa lại chia sẻ nắng lạnh. Từ lời nữa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà.
say trên bước đường dài. Những lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù thật to dù mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa lá trên xe nắng lạnh. Những lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một đường, đôi khi vẫn một giờ, rất sắc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống theo một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một sương, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống chung nhau một đời. Anh đã từng nghĩ là em anh chẳng mấy kỳ phục em được về nhà, trong tuần vẫn bị hoa hột chẳng cùng em được chuyện gần xa. Nhưng ngày lo viết câu hát về người ta từ hơi bao đầu, thì riêng cho này chung kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em yêu thằng ngày qua em đã đến bên anh, cảm ơn em đã được hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những lời em thức muốn nhịn đói trên cơm, anh chắc giúp em và con bạn ấy xin biết tặng hai mẹ con nhiều. Sâu và chú rể xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới tất cả quý vị khách quý đã bớt chút thời gian quý báu vàng bạc của mình để đến chia vui với hai gia đình trong lễ thành hôn ngày hôm nay. Sự hiện diện của tất cả quý vị đang có mặt tại khán phòng này cũng chính là niềm vinh hạnh cho cả hai gia đình con dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Và cũng chính sự hiện diện với biết bao tình cảm đó cũng đã giúp cho khán phòng ngày hôm nay trở nên ấm áp và trang trọng hơn. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng sự chú ý của mình ra phía cửa chính, và chúng ta hãy cùng dành tạo một tràng pháo tay thật lớn và thật đồng nhiệt để chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của cha mẹ của cô dâu và chú rể. Xin mời. Và đây cũng là một khoảng thời gian để cho những bạn trẻ, những người đang yêu nhau có thể cảm thấy khát khao một điều gì đó. Và điều khát khao đó cũng chính là một mái ấm gia đình. Vâng, và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng sự chú ý của mình ra phía cửa chính, và hãy cùng dành tặng một tràng pháo tay lớn nhất và đồng nhiệt nhất để chúng ta hãy cùng chào đón những người quan trọng nhất trong lễ thành hôn ngày hôm nay. Đó chính là cô dâu và chú rể. Đó chính là sự xuất hiện của cô dâu Dương Tiếp, chú rể Vinh Tuân cũng như cha mẹ đôi bên hai gia đình. Xin phép được ra mắt chào đón toàn thể quý vị. Và đầu tiên xin phép được trân trọng giới thiệu về phía họ nhà trai, ông Nguyễn Minh Quân và bà Phạm Thị Hiên là cha mẹ thân sinh ra chú rể Vinh Tuân sẽ cùng tiến lên phía trước một bước và cùng cúi chào quý vị khách quý. Xin được trân trọng kính mời. Tiếp theo xin phép được trân trọng giới thiệu về phía họ nhà gái, ông Dương Minh Trúc và bà Đỗ Thị Quyên là cha mẹ thân sinh ra cô dâu Dương Tuyết sẽ cùng tiến lên phía trước một bước và cùng cúi chào quý vị khách quý. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin được cảm ơn những tràng pháo tay vừa rồi của quý vị dành cho cha mẹ đôi bên hai gia đình. Và kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 tháng 12, cũng là ngày lành tháng tốt. Qua một thời gian tìm hiểu và được sự đồng ý của hai gia đình, hai bạn trẻ Dương Tuyết và Minh Tuân đã quyết định xây dựng tổ ấm, cùng nhau đi đến bến bờ của hạnh phúc.
Và một lần nữa xin mời tất cả quý vị hãy cùng dành tặng một tràng pháo tay để chúng ta hãy cùng chúc cho đội trai tài gái sắc sẽ sớm gặp được nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống sắp tới. Vâng, và ngay bây giờ thì xin phép được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Đào sẽ là người đại diện cho họ nhà trai và họ nhà gái chia sẻ trong những tình hôn. Xin được trân trọng kính mời ông Đào ạ. Sau khi nghe được những lời chia sẻ này thì cũng sẽ sớm trở thành sâu hiền và diễn thảo đối với đôi bên hai gia đình. Và ngay bây giờ xin mời con dâu và chú rể sẽ cùng đến với tháp bánh và tháp rượu để cùng chúng ta tháp bánh và cùng chúng ta sát rượu. Và trước tiên xin mời hai bạn sẽ cùng đến với tháp bánh. Vâng, thưa quý vị, đây là một nghi lễ vô cùng trang trọng trong lễ thành hôn của con dâu và chú rể. Và tiếp theo thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng đến với tháp rượu để cùng khơi nguồn yêu thương, sẻ chia sự ngọt ngào. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng nâng cao hết lên đi ạ.
và các anh sẽ được bạn phép hôn từ 1 đến 3 và xin mời mọi người chúng ta cùng hô to hãy chữ nào chúc mừng để chúng ta cùng chúc cho sẽ được trăm năm hạnh phúc có được không ạ? Vâng ạ, 1, 2, 3. Và ngay bây giờ thì xin mời cô giáo và thí sinh cũng như cha mẹ đôi bên hai gia đình sẽ cùng cúi xuống phía dưới để cùng cảm ơn tất cả những vị khách quý xin trân trọng kính mời. Mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu, cầu đưa
yêu đồng, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng.